Xin chào các bạn. Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người vợ. Người phụ nữ này đang làm công việc văn phòng với mức lương thu nhập 6 triệu một tháng. Chồng thì kiếm được khoảng 12 triệu một tháng. Nhưng mà để đi tư vấn 600 ngàn một giờ hoặc 500 ngàn một giờ hoặc 1 triệu đồng một giờ với cô ấy lại là một vấn đề khó khăn khi mà cô và chồng cô đang mua trả góp một căn chung cư tại Bình Dương. Căn chung cư nó cũng chỉ có 55 mét vuông thôi chứ nó cũng không có lớn. Nhưng mà đối với một người mức lao động trung bình 6 triệu cộng với lại 15 triệu của chồng thì đại loại hai vợ chồng tháng dao động từ 20 triệu. Nuôi hai đứa con thì cái thu nhập đó cũng khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều đến cái chuyện tư vấn. Thì cô nói là cô chỉ là cái người nghe video thôi chứ cô chẳng nghĩ đến cái chuyện mà bỏ tiền đi tư vấn đâu, bởi vì tốn tiền quá. Bây giờ tháng làm được 20 triệu mà bỏ ra 5-600 ngàn, bỏ ra cả triệu đồng để đi tư vấn thì mất đi một khoản chi phí cho gia đình rất là lớn. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền cơm, tiền học phí, rồi còn tiền tiệc, tiền lễ, hiếu hỷ, công ty, rồi tiền hụi, rồi tiền trả nợ, rồi trẻ ăn từng bữa, như vậy rất là vất vả. Biết được tin tháng 10 Sóng Tình Yêu GB có cái mức giảm giá khuyến mãi yêu thương 200k một giờ thì cô rất là mừng. Và cô xin nghỉ nửa ngày để ở nhà tư vấn cùng với tôi. Thì như các bạn cũng biết là những người mà làm trong khối văn phòng hoặc là làm công nhân đó, thì khi các bạn làm đủ hết một tháng thì các bạn sẽ được cái tiền gọi là tiền chuyên cần. Cô này cô xin nghỉ nửa buổi để cô ở nhà nói chuyện với tôi thì tôi cũng rất là quý. Khi mà nói chuyện với những người phụ nữ thì tôi cũng nhận định được là có những cái trường hợp mà có những người phụ nữ họ có một cái mức sống và đời sống rất là kẹt. Kẹt tức là sao? Lãnh lương xong là lo đi trả nợ vào ngân hàng là kẹt cứng luôn. Chỉ loay xoay trong từng đó tiền trong một tháng. Vừa vặn thì không sao, có chuyện gì phát sinh, ốm hoặc là có một cái sự cố gì nó xảy ra mà ngoài cái dự kiến mà thu vén không được là phải đi cầm cái nhẫn trên tay hoặc là đi mượn bạn bè chứ cũng chẳng xoay sở ở nơi nào ra được một số tiền dư hết. Chính vì vậy mà tôi cũng nói với các bạn, nếu mà các bạn có mức thu nhập từ 5 cho đến 6 triệu mà cần một cái công việc để mà cải thiện cuộc sống, làm cho mình có được một cái nguồn thu nhập thụ động, hoặc là các bạn tạo nhiều nguồn thu để các bạn đảm bảo vững chắc cho cái sự nghiệp của bản thân, hoặc là chính qua cái công việc đó mà các bạn cũng tạo được niềm vui, tạo được phước đức, mang đến nhiều cái lợi ích cho mình và cho người, lợi mình lợi tha, thì các bạn hãy liên hệ với tôi thì tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm được một cái công việc đảm bảo là làm nhiều ăn nhiều. Làm thì rất cực nhưng mà cũng xứng đáng với cái việc các bạn cống hiến và lao động. Tay làm thì hàm nhai, chứ tôi không hề nói là ngồi không mà ăn tiền nha các bạn nha. Thì ai có nhu cầu thì liên hệ với tôi. Đặc biệt là những người có mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu thì cần có một nguồn thu khác. Mà bạn đi ra làm ở chỗ khác thì cũng mệt mỏi, cũng không thể nào mà có nhiều sức lực hoặc là thời gian do ở nhà làm nội trợ. Thì bạn làm công việc này rất là hợp lý. Giống như tôi cũng vậy, ở nhà chăm sóc gia đình mà tôi vẫn có một cái công việc như thế. Đại loại tôi nói ngắn gọn vậy ha. Trong trường hợp của em thì em cũng nên suy nghĩ về cái hướng mà tôi chia sẻ với em, là em nên học cái nghề từ tôi để tôi bày cho em một cái công việc khác để em ổn định hơn trong tương lai. Mà tôi cũng chia sẻ thẳng với các em như vậy, đồng tiền nó quyết định ý thức. Khi mà em có được nhiều tiền hơn hiện tại thì em cũng sẽ thoải mái hơn trong cái việc chi xài cho con cái, có cái sự thoải mái hơn, và chính bản thân em cũng tự tin hơn vì em tạo ra nguồn tiền nó nhiều hơn. Ai có tiền cũng cảm thấy vui hết á, đó là cái chuyện đúng thôi. Và gia đình, cuộc sống nó cũng được cải thiện hơn vì chúng ta có nhiều cái cơ hội được giải trí, được có thể là ăn uống hoặc là đi chơi chẳng hạn. Đấy là những cái điều rất là thực tế từ đồng tiền mang đến. Ai nói là không cần tiền thì cũng phải suy nghĩ ở một cái góc độ là đương nhiên là đồng tiền không mua được tất cả, nhưng mà tất cả mọi thứ đều mua bằng tiền ha. Thì bây giờ tôi cũng nói với bạn như vậy.
Rất là cảm ơn em đã tin tưởng và chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của mình. Đối diện với cái câu chuyện của em á, thì bây giờ em đang làm trong khối văn phòng. Em và chồng và người thứ ba cùng làm chung một công ty, nhưng mà vì có chi nhánh khác nhau nên là chồng em làm ở một cái chi nhánh khác, ở một chỗ khác. Em và người thứ ba thì đang làm chung với nhau. Hai người làm chung công ty thì ra vào chạm mặt thì cũng có lúc bất tiện, và em cũng cố gắng không làm sai để người thứ ba đừng có làm khó, đừng có làm hại khỏe em. Người thứ ba cũng là một người rất là gọi là mưu mưu cao mà kế hiểm, cũng ngon ngọt dụ dỗ, nói chuyện tặng quà khéo miệng, gọi là cô động em, muốn làm cho em chán công ty. Có lẽ là người ta cũng muốn em nghỉ công ty, và dường như là họ cũng muốn em á là đi ra khỏi cái công ty đó để cho họ khỏi ngứa mắt. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên là cô ta cặp với chồng của em, nhưng mà chồng của em không bỏ em lấy cô ta, nên cô ta cũng không có ưa gì em. Có một thời gian á, chồng em đã bỏ đi ra ngoài sống và đương nhiên là ngủ với cô ta rồi. Nhưng mà chồng em lại quay trở về nhà. Khi mà làm cái điều như thế thì anh ta lúc mà bỏ đi thì anh ta cũng hăng lắm, anh ta nghĩ là chắc là anh ta sẽ cưới người thứ ba kia. Nhưng mà người thứ ba kia thì sau một thời gian sống thực tế với nhau rồi á thì bắt đầu có cái dấu hiệu chán. Nhưng mà không cưới nhau á thì cứ nhấp nháp nhấp nhử vậy á thì còn có niềm vui. Nhưng mà sống thực với nhau á thì thực sự chẳng có gì vui nên lại chán. Chồng em quay về với em nhưng mà ở trong trạng thái là không quan hệ tình dục với em. Em cũng mong muốn rằng nếu quay về mà sống theo cái dạng ly thân thì đừng có quay về. Quay về là phải xây dựng. Nhưng mà chồng em á thì quay về với một cái thân xác còn nguyên nhưng mà tâm hồn thì không để ở nơi em. Em vẫn thấy chồng em á mua thuốc gọi là thuốc viên uống kích dục để trong cốp xe. Lâu lâu anh ta uống một viên. Rồi lâu lâu anh ta uống một viên. Thì anh ta khi mà bị em chất vấn thì anh ta khùng lên, anh ta chửi em là tại sao mò mẫm cái đồ của anh ta, tại sao đi lục đồ của anh ta, không tin tưởng anh ta. Thì em cũng nói thẳng luôn, ồ tôi tin tưởng anh mà anh này đằng sau lưng tôi anh vẫn uống thuốc kích dục như thế này thì anh đi ngủ với người khác mà anh kêu tôi tin tưởng anh, tôi tin tưởng sao, khi nào mà anh sống tốt với tôi mà anh á kêu rằng tôi nghi ngờ anh thì mới là cái điều mà tôi đang quấy, tôi đang bậy, tôi đang sai. Còn đằng này á, anh á đi ngủ với gái mà anh về với tôi á thì anh không ở bên cạnh tôi mà anh cứ kêu là tôi tin tưởng, tôi chờ anh. Ủa tôi chờ anh đến bao giờ? Chờ đến già hay là chờ đến lúc nào? Vấn đề ở đây là chồng của bạn quay trở về với một cái tâm thế là không hề hướng đến bạn, và bạn cũng sát phạt kiểu dạng như là nói vào mặt chồng cũng không kiêng nể. Và anh ta cũng kiểu dạng như là không có phải là về mà với cái thái độ là phục thiện, tức là anh ta nghĩ quay trở về chỉ vì con thôi chứ không phải vì bạn. Bạn nấu cơm thì anh ta ăn, còn bạn không nấu thì anh ta không ăn, thậm chí bạn không lo cho anh ta tự lo. Cái việc ở đây là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu mà một số người phụ nữ khác nghĩ rằng á anh ta phải là cái người thay đổi, anh ta phải là cái người chỉnh sửa, anh ta phải làm tất cả mọi chuyện tốt đẹp thì anh ta mới có được cái tình cảm từ nơi bạn. Thì trong câu chuyện này á thì bạn cũng thẳng thắn chia sẻ là anh ta đâu cần tình cảm của em đâu. Đó, có nhiều khi em tìm đến với anh ta, em muốn gần gũi anh ta, mặc dù em rất là gớm anh ta, bởi vì anh ta đi ngủ với người này người kia, cái cảm giác gớm nó xâm nhập trong tâm trí của người vợ cũng rất là khó khăn để mà làm điều đó. Nhưng mà anh ta lại còn hắt hủi, anh ta lại còn chê, anh ta còn né, anh ta còn đẩy người vợ ra nữa kìa, khiến cho người vợ ngày càng chán hơn, và cuối cùng là anh ta độc chiếm một phòng, còn để ba mẹ con ôm nhau ngủ bên phòng kia, còn anh ta tha hồ nhắn tin cho người thứ ba, rồi hú há hú hí, nhiều khi còn gọi điện thoại video côn thủ dâm với người thứ ba, hoặc là đi ra ngoài nói chuyện tình dục hoặc là đi ngủ với nhau nữa. Thì thật là đáng thương trong cái tình huống này. Bây giờ em nói là bây giờ em không biết phải làm sao chị ạ. Trong cái tình huống ngọt nhạt em cũng đã nói rồi, mà bây giờ em làm mọi cách cũng đã như thế rồi, bây giờ em phải làm sao? Bây giờ nói thẳng với em vậy. Bây giờ mình nói về vấn đề thực tế trước. Thứ nhất đó là em
cũng phải nghĩ rằng chồng em đang là cái người tạo ra nguồn tiền nhiều hơn em, ít ra là anh ta làm lương gấp đôi em đi ha. Và anh ta đang trả cái ngôi nhà em đang ở, gọi là cái ngôi, gọi là căn chung cư hơn 50 mét vuông em đang mua trả góp với anh ta. Thì có thể nói rằng anh ta thường ngày mỗi tháng trả gần như là hết số tiền đấy rồi. 8-9 triệu trả tiền trả góp, còn nhiêu tiền đổ xăng, rồi anh ta ăn sáng là hết rồi. Còn bản thân em thì lấy 6 triệu của em trang trải những cái vấn đề như cơm, áo, gạo, tiền. Tôi nói thiệt là cũng phải vén khéo lắm mới có thể lo cho gia đình. Trong 6 triệu đó bao gồm một mình em, hai đứa con cộng với một cái ông chồng như thế nữa. Tại vì tiền của anh ta trả vào ngôi nhà là muốn hết rồi. 8-9 triệu như thế rồi mà anh ta thu nhập được có mười mấy triệu à. Tiền đổ xăng, tiền ăn sáng nữa chứ. Đó. Rồi đôi khi còn có bạn bè uống ly rượu hoặc là đi tiệc lễ hiếu hỷ ma chay đầy tháng ở trong công ty thì rất là nhiều. Đó. Còn cái chuyện mà anh ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền để cho người thứ ba đâu. Nghĩ mà thấy tội cái người thứ ba đó, tiền thì không có mà cũng chẳng được người ta lấy về làm vợ. Mà mình thì chưa có chồng mà cứ đâm đầu vào kẻ có vợ để mà yêu, để mà ngủ chẳng được cái gì. Đó, cũng là một cái dạng nghiệp chướng tự hại mình, tốn thời gian, mất sĩ diện. Có được lợi ích gì không? Không được cái gì hết. Nhưng mà một số người thứ ba cứ lao vào để mà làm những cái chuyện gọi là tào lao như thế đấy. Một thời gian ra ngộ ra, tỉnh ra thì mới thoát được thôi. Bây giờ thì đang u mê, đang say đắm, chưa có nhận ra được. Và trong cái cảnh mà thắng thua tranh giành với người vợ lại càng hăng hơn nữa, lại càng muốn thắng, lại càng muốn giật chồng của kẻ kia. Nhưng mà cuối cùng á, sống thật với cái người đàn ông đấy là sống không được. Đã có 2 tháng sống thử với nhau rồi, sống không được mới quay về với vợ. Thấy đời sống bên ngoài cũng ngột ngạt quá, bây giờ quay về với vợ, quay lại với nhau thì coi bộ là nó dễ thở hơn là sống thật với nhau. Đó cũng chính là cái câu trả lời cho cái việc là họ sống với nhau thì họ sẽ bỏ nhau. Đó. Có những người đàn ông đặt cho tôi một cái câu hỏi là bây giờ em nhớ người thứ ba quá, em yêu người thứ ba quá, em không thể nào quên được người thứ ba. Vậy thì em phải làm sao? Em chỉ cần lấy người thứ ba đó về làm vợ là em bỏ người thứ ba đó được. Em sẽ quên người thứ ba đó, em ghét người thứ ba đó, thậm chí em còn chán luôn người thứ ba đó luôn. Đấy. Cái chuyện đó là như vậy, khi mà không có thì chúng ta luôn khao khát, chúng ta thèm, chúng ta muốn có được, chúng ta muốn chiếm hữu. Còn khi mà chúng ta có được rồi thì cuộc sống thực tế, cơm áo gạo tiền nó sẽ cho chúng ta thấy liền kết quả. Đó. Thì trong cái đời sống vợ chồng thì cũng có những cái giây phút chán nản, rồi mâu thuẫn, rồi có những sóng gió. Rồi bây giờ trong cái tình huống chồng em là cái người như thế thì có thể nói là cái môi trường sống của em và chồng á rất là ít có những cái ngày mà đi ăn sáng chung với nhau hoặc uống cà phê cuối tuần. Nói thật ra là đi làm cái đời sống công nhân viên hay là văn phòng ở dưới Bình Dương, ở cái khu công nghiệp mà tôi đã từng có một cái khoảng thời gian thanh xuân sống ở đó cùng với cha mẹ tôi á, thì tôi biết rất là rõ vì nhà tôi ở gần khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Đồng An, khu công nghiệp Sóng Thần và khu công nghiệp Tân Uyên, thì tôi khá hiểu rõ cái việc mà các bạn làm ở trong xí nghiệp á, thì làm từ thứ hai đến thứ bảy chỉ có một ngày chủ nhật là ở nhà thôi, mà ngày chủ nhật thì biết bao nhiêu việc, nào là đám cưới, đám đầy tháng, đám thôi nôi, đám tang, rồi bạn bè rủ nhau, rồi thậm chí công ty cũng tổ chức đi đá banh. Chỉ có một ngày nghỉ duy nhất là 8 tiếng đồng hồ từ sáng cho đến chiều thôi là biết bao nhiêu việc. Nên là vợ chồng cũng khó có dịp mà thường xuyên đi ăn đi uống hoặc đi chơi. Ít ra là con bạn nó cũng muốn đi đến cái trung tâm mua sắm thương mại ở Aeon, nơi tôi trước đây đã từng làm thông dịch ở đó. Thì tôi vẫn biết là để mà có được cái nguồn vui như thế thì bạn cũng phải có tiền. Bây giờ trong hoàn cảnh của bạn nó xê xít, nó chặt chẽ về đồng tiền như thế thì bạn cũng phải là người cầm cân lẫy mực rất là khéo khéo để mà có thể chi xài đồng tiền cho nó nhún nhín làm sao đó cho vừa vặn cái khoản tiền mỗi tháng. Nhiều khi còn không dám bệnh luôn á, bệnh cũng ráng không mua thuốc hoặc là vượt qua đi để đỡ thâm hụt vào cái khoản tiền một tháng mình chỉ được dùng như thế thôi. Còn nếu mà dùng quá thì lại phải đi mượn hoặc là đi vay hoặc là
trên tay mà có chiếc nhẫn coi như vàng 24 một phân nên hay là hai phân đấy, mua đeo ở trên tay ấy, là phải ra tiệm cầm đồ để mà cầm đỡ đi, đến khi nào có lương là chuộc lại, giống hệt như là cứ cầm rồi chuộc về để những lúc khó khăn không ai giúp đỡ thì cứ tháo chiếc nhẫn đó đi đến tiệm cầm đồ cho chắc, chứ cũng không biết mượn ai, mượn ngại, mượn thì cũng quê mà người ta cũng đâu có tiền cho mình mượn mãi. Đấy cũng là một số cách mà tôi cũng đã hiểu được là những người có hoàn cảnh đồng tiền nó vừa phải, nó vừa vặn, nó vừa khít, nó vừa ý như vậy á, thì mình sẽ dùng cái cách như vậy. Bây giờ trong cái tình huống của bạn á, thì đồng tiền nó vừa vặn như thế, nó làm cho cuộc sống của bạn nó không vui, nó làm cho con người ta cái tinh thần nó không được thoải mái. Thì chính vì vậy tôi đã chia sẻ với bạn, nếu mà bạn chấp nhận học á, thì tôi sẽ giảm học phí cho bạn, rồi tôi cho bạn đóng trả góp và tôi dạy cho bạn đến khi mà bạn kiếm được tiền thì tôi hoàn thành cái trách nhiệm. Đó là lời hứa của tôi dành cho bạn, đó là cái sự ưu đãi của tôi dành cho bạn, đồng thời giúp cho bạn tạo được một công việc bạn có tiền. Đó là cái điều đầu tiên ha. Cái điều thứ hai, bây giờ bạn muốn là chồng bạn nhanh chóng bỏ ngược người thứ ba thì anh ta chưa bỏ được, anh ta đang còn vương vấn, anh ta còn đang bị nghiện, và cái thái độ của bạn á, nhiều khi bạn sang sảng nói trước mặt á, thiếu cái sự ngọt ngào, thiếu cái sự vuốt ve, thiếu cái sự nữ tính á, làm cho chồng bạn nó cũng nản, nó cũng chán, nó cũng muốn quay về với bạn, nhưng mà nhiều khi thấy bạn xả vào mặt nó một cách không kiêng nể thì nhiều khi nó cũng mất mặt đàn ông. Đàn ông tôi định nghĩa cho các bạn như vậy, bán thì không ai mua, cho thì không ai lấy, nhưng mà sảnh ra là mất. À, lạ vậy đó. Thế nên là bây giờ chúng ta làm vợ thì đa phần những người làm vợ thì cũng phải coi như là mắt sáng cũng giả làm mờ mờ, tai mà rõ nghe được thì cũng làm như là điếc điếc xíu đi. Nói lên chung là vừa nhắm mắt mà vừa mở mắt đó, thì sống được. Còn người nào mà sống mà khôn quá, thông minh quá, giỏi quá thì luôn luôn bất an với những ông chồng như thế. Người đàn ông cũng dễ dàng hiểu, giống hệt như một đứa trẻ hư vậy đó. Nó hư mà mình nói nặng á, thì nó bỏ nhà đi, mà nó nhẹ thì nó không nghe. Mình vừa đánh vừa xoa thì mới được, mà cái cảm giác đánh đứa con của mình đau lắm, mà mình xoa thì mình cũng tức lắm, bởi vì mình có lỗi đâu mà mình phải xoa. Trong cái hoàn cảnh đó, có thể nói là người vợ là cái người mà cảm thấy bị ức chế vô cùng. Em đang là cái người bị phản bội mà em phải đi năn nỉ chồng em đang ghê tởm với con người đàn ông đi phản bội ngủ với người đàn bà khác, vậy mà em phải cúi mình hạ mình xuống ngủ với anh ta, mà anh ta còn chê em không có nỗi nhục nào mà hơn cái nỗi nhục này hết. Đi vào trong phòng chuẩn bị hết rồi mà anh ta còn đẩy mình ra, trong khi đó mình phải cố gắng lắm mới làm được điều đó, mà còn không biết là mình lên giường có ngủ được với anh ta hay không, mà anh ta lại đối xử ngược lại với mình như thế. Thì cái cơn đau và cái sự sĩ diện của người đàn bà nó kinh khủng vô cùng. Để mà làm được cái điều đó thì tôi nói thiệt đó, bất cứ ai cũng muối mặt, gọi là đàn bà thấy chồng làm sai nhưng tức lắm chẳng biết làm sao, nhưng mà cũng phải cố làm cái điều đó vì muốn bảo vệ gia đình, vì muốn giữ thể diện cho mình, muốn giữ cho con một cái mái ấm gia đình. Thì người phụ nữ nào cũng có cái cách làm chung chung là như thế. Nhưng mà tuy nhiên á, tôi muốn chia sẻ cho các bạn như vậy là các bạn đừng có coi trọng cái vấn đề tình dục là cái vấn đề kết nối đầu tiên, mà các bạn hãy xem đặt nặng về vấn đề là kết nối tình cảm trước cái đã. Các bạn hãy xem người đàn ông đó là cái người đã yêu bạn rồi không yêu bạn nữa. Bây giờ bạn hãy nhìn nhận người đàn ông đó giống hệt như một người mà trước đây đã từng yêu bạn, nhưng bây giờ hai đứa cãi nhau, thế là anh ta quê quá, anh ta không yêu bạn nữa. Bây giờ bạn muốn anh ta yêu bạn thì bạn hãy chơi lại với anh ta, bạn hãy thân thiện với anh ta, và bạn hãy xem anh ta là cái người mà bạn có thể coi như là bạn trước cái đã. Chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện là bây giờ em biết thừa là anh đi quan hệ tình dục với người thứ ba, em phải ngủ với anh để anh quên người thứ ba, để anh phải quay lại ngủ với em, và anh phải xem em là vợ mới được. Nếu mà bạn thúc đẩy nhanh chóng quá cái quá trình tình dục á thì không được. Bởi vì sao? Lúc này người đàn ông á, người ta đang mê người thứ ba, người ta đang say tình bên người thứ ba, và họ họ đang cố chấp vì họ thích người thứ ba. Cho dù họ đã chọn cái cách quay trở về với bạn, nhưng mà có rất là nhiều người nghĩ rằng nhà tôi phải quay về là thứ nhất, cái thứ hai là ở bên ngoài tôi cảm thấy không có sạch sẽ, không thoải mái,
tôi vẫn sống với vợ như vậy, nhưng mà tôi sống một phòng, vợ tôi với con tôi sống một phòng, thì có khác gì là tôi ở khách sạn nó sạch sẽ hơn là tôi đi ở một cái nhà trọ. Ít ra là tiền tôi bỏ ra tôi trả cho cái căn chung cư thì tôi cũng phải được một phòng đó. Có những người đàn ông nghĩ như thế, nhưng mà vấn đề ở đây á, sống lâu thì mới biết lòng người có nhân. Em cứ yên tâm, ở cái chỗ là chồng em không lấy người thứ ba thì cũng không có ai lấy anh ta hết. Hiện thời nó là như vậy. Bởi vì anh ta đang mắc nợ, anh ta chưa thể thoải mái với những mối quan hệ liên quan đến đồng tiền được. Còn riêng bản thân em, trong lúc chồng mà đang tiêu cực như thế này, em cần phải tạo nguồn tiền cho em phải xây dựng một cái thế giới nội tâm tích cực, để khi mà con ngựa nó ăn chán ở cái đồng cỏ kia, nó quay về nó thấy em tươi xinh và có nhiều giá trị tích cực. Ít ra là em kiếm được nhiều tiền hơn cái thời mà anh ta còn đang cố gắng trả nợ để trả tiền nhà. Bây giờ cuộc sống nó không được thoải mái về tiền, nó cũng làm cho con người ta chán, làm cho con người ta không vui, và thậm chí là rất là dễ xung đột, rất là dễ nóng giận, rất là dễ ẩu đả, và rất là dễ nói những cái lời khiến cho đối tượng bạn đời tổn thương lẫn nhau. Trong giai đoạn này em sẽ nghĩ rằng giờ chẳng lẽ mình bất lực sao chị? Không có bất lực, mà em phải kiên nhẫn hơn cho những cái sai của chồng em. Nếu em đã xác định không bỏ chồng và hiện tại em chưa muốn bỏ chồng á, thì em hãy sống với chồng để cùng nhau vun đắp cho cái ngôi nhà, gọi là ngôi căn nhà chung cư của em đấy. Trả xong đi thì con em nó cũng lớn rồi, lúc đó tính sau. Đó là cái đường dài ha. Nhưng cái trước mắt là em cần phải cải thiện cái nguồn lương của em. Nếu mà qua Tết tìm được công ty khác tốt hơn mà lương cao hơn 6 triệu, người ta trả 6 triệu 2 hay 6 triệu rưỡi thì em cũng nên đi, để mà tránh gặp người thứ ba, tránh cái tình trạng tiêu cực trong em. Đó là một cái phương án giải quyết. Cái thứ hai là em cần phải tăng cái nguồn thu tiền của em bằng cái công việc khác. Nếu em không học tôi thì em có thể làm bất cứ công việc gì mà em tạo thêm đồng tiền. Nhưng mà công việc của tôi là cái công việc mà sáng giá, vì tôi đã giúp cho một số người phụ nữ là khách hàng của tôi cũng có mức thu nhập 5-6 triệu, và họ đã kiếm được 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu một tháng rồi bạn nhé. Ở Việt Nam á, còn tôi không có nói ở bên nước ngoài thì kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ trong cái tình huống của bạn, cái mục thứ ba là bạn muốn chỉnh sửa thay đổi chồng thì bạn cần phải kiên nhẫn. Bây giờ chồng của bạn không thay đổi thì bạn thay đổi thì chồng bạn sẽ thay đổi. Bạn nghe hiểu câu nói tôi nói không? Bây giờ bạn thay đổi bằng cách nào? Nếu mà chồng của bạn không muốn tiếp cận tình dục với bạn, né tránh bạn, và anh ta vẫn là cái người mà thường xuyên xem phim xét, anh ta vẫn thường xuyên uống thuốc kích dục để mà đi ngủ với ai chứ không phải ngủ với bạn, bởi vì anh ta đã từ chối ngủ với bạn, thì bạn cần phải hiểu một điều như sau. Đây là cái giai đoạn bạn không thể ngủ với anh ta được, bạn không thể xem chiến lược tình dục để mà nắm bắt trái tim đưa chàng về bên cạnh em được, mà em hãy đối xử với anh ta như một người bạn thân. Còn cái vấn đề thứ tư, nếu bạn cảm thấy tiêu cực trong cái việc mà luồn cúi anh ta, trong cái việc mà bạn phải hạ mình xuống khi mà bạn không hề sai, anh ta là người sai, anh ta phải làm những cái điều đó cho bạn. Khi mà anh ta không còn yêu bạn thì những cái mong muốn của bạn dường như trở nên vô lý, vô nghĩa và chẳng có tác dụng gì với anh ta. Bạn muốn thì kệ bạn chứ anh ta đâu có quan tâm. Thế nên là trong một cái hình thái mà bạn đang ở cái mức tiêu cực á, thì bạn cứ nghĩ là bây giờ bạn sống với một người đổ gạo nấu cơm chung, rồi có con chung, rồi anh ta cũng là cái người ở chung với bạn, rồi bạn có thể sai nhờ biểu anh ta đi mua đồ, sai vặt anh ta làm cái này làm cái nọ làm cái kia. Chứ bây giờ nếu mà trong cái tình huống của bạn mà ly hôn á, thì bạn cũng không có mục đích là lấy chồng. Nếu mà ly hôn thì con bạn nó còn nhỏ quá, nếu ở với bạn đi nữa thì cũng vất vả. Còn nếu ở với anh ta thì anh ta cũng chẳng nuôi được, mà xẻ đàn tan nghé trong lúc con nó còn nhỏ thì cũng thấy tội. Bây giờ thì cứ để cho mọi việc nó diễn tiến theo cái chiều hướng như thế trước đi. Như thế là như thế nào? Như thế là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 tôi đang nói đấy. Thì bạn vẫn sống chung với anh ta này, vẫn cùng tốt với anh ta. Bạn cứ hãy tốt và tử tế với anh ta cho đến khi mà anh ta không còn là chồng của bạn. Chứ không phải là bây giờ anh ta có người yêu, có người tình thì bạn không tốt với anh ta. Bạn cứ đối xử tốt với anh ta. Bạn cứ gieo cái hạt tốt lành tử tế với anh ta. Nhưng mà bởi vì bạn cũng không muốn bỏ chồng, vì bỏ chồng ai phụ bạn nuôi con, ai giúp bạn chăm con, ít ra là anh ta cũng dạy con học, ít ra là anh ta cũng quét cái nhà, anh ta cũng phụ bạn đi mua nước, mua này mua nọ mua kia. Nếu mà bạn nghĩ thực dụng đi, anh ta cũng là cái người sai vặt của bạn. Nếu bạn nghĩ như vậy đi, cho bạn thỏa mãn, cho bạn thỏa cái lòng tức của bạn, thì bạn nghĩ như vậy cũng được. Bởi vì sao?
trong rất nhiều cái cách mà giúp cho bạn thoát khỏi tiêu cực, thì cái cách tiêu cực cũng là cái cách giúp cho bạn thoát khỏi tiêu cực. Tức là bạn bạn nghĩ bạn sống, ôi bây giờ tôi xem cái thằng đó như là cái thằng lính sống chung với tôi vậy, tôi kêu nó làm cái này làm cái kia thì nó làm đỡ hơn tôi sống mình, tôi sống mình tôi làm tất cả mọi thứ, tôi mệt mỏi rồi hả, tiền trợ cấp nó không đưa cho con tôi, rồi tôi lấy gì sống, tôi sống đâu, nhỡ mà bỏ anh ta đi rồi anh ta dẫn nhỏ người thứ ba về sống ở cái căn chung cư này, có phải là tự nhiên tôi với con tôi đi ra ngoài ở nhà trọ khổ sở mưa nắng thất tha thất thường, còn giờ sống như vậy không phải ổn hay sao? Tạm thời cái cơn sóng gió nó đang cuồng quay trong gia đình của bạn, thì đây là cái cách mà có nghĩa là kéo dài, duy trì để giúp cho bạn kiên nhẫn, đồng thời cũng là cái khoảng thời gian để cho anh ta bình tâm lại. Anh ta sẽ thay đổi nhưng không phải vào lúc này. Chính vì vậy cần bạn kiên nhẫn hơn. Và cái cách thứ năm cuối cùng là tôi muốn bạn á, là tác động bằng tâm linh. Thứ nhất là bạn là người không có đạo, bạn là đạo lương, đạo ông bà. Thì tôi nghĩ là bạn cũng cần phải tổ chức một cuộc sống có những ngày ăn chay, hiểu không? Mình bớt sát sanh ha, mình bớt sát sanh, mình phóng sanh, mình chở con đến chùa làm phước, quét chùa, mình không có tiền, có bạc thì mình đến mình giúp chùa nấu ăn hoặc là giúp đỡ công quả cho chùa, đó cũng là cái điều tốt lành. Rồi bạn cũng có cơ hội thì bạn nên quy y, và cái việc mà bạn niệm Phật và bạn sám hối, bạn hồi hướng cho vong thai mà bạn nếu đã từng bỏ được tốt lành, được siêu thoát, thì đó là cái điều bạn cần nên làm. Khi mà các bạn tụng thập chú và đọc chú Đại Bi á, bạn hồi hướng cho những người mà bạn cần thay đổi, chuyển đổi, thì đó cũng là một cách tác động tâm linh, tuy là nó vô hình nhưng mà không thể xem thường được bạn nhé. Đó là những cái cách mà tôi chia sẻ cùng với bạn. Hy vọng rằng á, bạn sẽ có được những cái kết quả tốt đẹp trong tương lai. Hiện thời bạn chưa có. Bởi vì sao? Bạn đã cạn cái duyên phước á, thì bây giờ mình bồi thêm cái phước vào, thì từ từ cái hạt duyên nó nảy thành cây, rồi nó ra hoa, ra trái. Tất cả mọi thứ nó không phải là bạn vừa mới vứt vào đất ngày hôm nay là bạn đào lên ngay, bạn hỏi là có kết quả chưa, mà cần có một cái khoảng thời gian nhất định cho những mong muốn của bạn bạn nha. Khi mà chúng ta làm một điều gì đó chúng ta phải kiên nhẫn, các bạn cũng thường thấy rồi đó, những cái gì hư xấu sai người ta học rất nhanh và rất là khó để cai, để mà giảm. Ví dụ như là nghiện rượu á, thì uống vài bữa là nghiện, nhưng mà cai thì mất thời gian rất là lâu. Nghiện ma túy thì hút cỡ chừng 10 lần là nghiện rồi, nhưng mà muốn bỏ thì phải cả chục năm. Hút thuốc lá 1-2 tháng là nghiện rồi, nhưng mà để bỏ thì cũng phải mất mấy năm. Để mà ăn chơi thì rất là dễ, nhưng mà để học giỏi thì rất là khó. Chính vì chồng của bạn đã vướng phải cái nghiệp chướng tà dâm, mà cái việc chỉnh sửa mà ngay liền như là gói mì tôm mà đổ nước sôi vào 2 phút sau ăn liền, anh ta sẽ bỏ ngay người thứ ba quay trở về với bạn sống hạnh phúc, là cái điều nó khó xảy ra. Thế nên là bạn cần phải kiên nhẫn hơn cho những sai lầm của chồng. Bạn hãy sống tử tế với anh ta và hãy sống như thế để mà bạn bớt ghen, bạn bớt tiêu cực, để đến khi anh ta thoát khỏi cái tình trạng tiêu cực thì anh ta quay trở về với bạn trong cái hình thức tích cực và cũng thấy bạn tích cực, thì lúc này gương vỡ lại lành, châu về hợp phố, qua cơn bỉ ngạn tới thời Thái Lai. Bạn hiểu ý tôi truyền đạt đến bạn không? Rất là cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng chọn tôi để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau. Và hôm nay tôi xin trân trọng thông báo với các bạn là lịch trình đăng ký 200k một giờ yêu thương của Sóng Tình Yêu Khuyến Mãi chỉ trong tháng 10 năm 2023 đã chính thức kết thúc vì khách hàng đã đặt kín giờ. Ngoài ra chỉ còn một số những ngày gọi là lác đác, một số những giờ lác đác không có rõ ràng. Và sau 5 giờ PM, tức là 5 giờ chiều á, và đến giờ tối khoảng tầm 10 giờ tối á, thì với mức giá là 1 triệu đồng, ai mà muốn tư vấn gấp, ai mà muốn tư vấn vào 5 giờ chiều
trở đi thì vẫn là mức giá như vậy bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành và yêu thương Sóng Tình Yêu. Hiện thời nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh cho tôi thì hãy đăng ký kênh cho tôi. Còn nghe đến đây, nếu bạn cảm thấy video này có ích lợi, có giá trị thì tặng tôi một like. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi kênh. Xin chào.